là sau đây mình sẽ chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, rất là lâu luôn rồi mình không có làm những cái clip ăn khoe. Thì hôm nay mình lại quay tiếp tục lại làm clip ăn khoe. Hình như á, mình làm clip ăn khoe cũng 3-4 tháng rồi, mình chưa có bao giờ mình làm lại các bạn ơi. Thì nhiều ngày qua cũng, nói chung là không phải nhiều ngày qua nữa, mà mình đã đọc rất là nhiều bình luận của các bạn luôn rồi. Trong mấy tháng qua từ lúc mà mình đi học á, có nhiều bạn á hỏi mình á, tại vì sao mà mình nói mình đi học rồi mà mình vẫn còn đăng những clip kiểu giống như là mình đang ở nhà. Nhưng mà các bạn nghĩ là mình nói không đúng sự thật, là mình ở nhà mình quay clip mà mình lại nói là mình đi học. Nhưng để mình sẽ làm sáng tỏ những cái thắc mắc của các bạn, thì ngày hôm nay ở trong mâm mình có chuẩn bị nguyên một mâm mì xăm giang phô mai. Dĩ bim bim, dĩ bim bim, đây là ý gì, té bim mời. U hộp tối mình sợ ma hả bim bim, nhỏ thôi. Giờ này cũng là khuya lắm rồi các bạn ơi, mới có 8-9 giờ gì đó mình cũng không biết nữa hả. Tại vì mình ở dưới quê mình hay ngủ sớm lắm, đối với mình là giờ là nó khuya dữ lắm rồi. Đừng có la lại bim bim, nhỏ thôi bim bim ơi. Thì ngày hôm nay mình sẽ vừa ăn cái này và mình sẽ trò chuyện tâm sự các bạn. Thật ra là mình còn đi học không nha các bạn ơi. Gì bim bim hả. Và thôi bây giờ mình sẽ vừa ăn và vừa tâm sự với các bạn nha. Đây nè, giờ mình sẽ trộn mì lên nha bim bim. Ủa coi, mì nó dai nè các bạn ơi. Sử dụng 5 cây xúc xích nè các bạn. Cái này là xúc xích mà kiểu giống như cái loại của bim bim ăn vậy đó các bạn. Nhưng mà loại này nó bự hơn. Ở đây là mình hai cái trứng nè. Đây không phải là cái trứng của Mau Mau các bạn. Ngày hôm qua hôm kia gì mình có đăng cái clip là lụm trứng của Mau Mau đẻ đó. Thì trứng đó mình chưa có ăn nha các bạn. Tại vì mình cũng còn để dành. Tại vì cái trứng đó nếu để thì nó cũng vẫn không có nở ra con được các bạn ơi. Tại vì cái trứng nó không có trống. Tại vì Mau Mau đến tuổi sinh sản á, dù cho không có con trống hay là nó cũng đẻ được hết trơn các bạn. Nhưng mà quan trọng là nó không nở đi ra được con thôi à. Đây nè, thì ở đây trong nhà mình còn mấy cái trứng vịt á, cho nên mình lấy mình ăn luôn. Bim bim thì ở đây mình có chuẩn bị cho nó nguyên một dĩa nho luôn nè các bạn ơi. Ê bim bim phái không bim bim, em mê rồi đó. Tao sẽ để đây cho bim bim nha. Đây mấy cái xúc xích nữa nè các bạn ơi, mê cho bim bim. Giờ mình sẽ ăn nha các bạn ơi. Xin mời các bạn miếng mì xăm giang phô mai dí mịn nha. Ai, chắc cay lắm các bạn ơi, mì này rất là cay. Mời ơi, chưa gì là thấy cay rồi. Xúc xích vô. Mì này rất là cay các bạn ơi, cay dã man. Mình ăn chút rồi mình sẽ tâm sự các bạn nha. Cay bim bim, xúc xích thì rất là ngon, vừa miệng. Không biết các bạn thấy không nữa, cay quá bim ơi. Chị bim bim, mày nhịn gì mà làm tao ớn lạnh quá bim ơi. Bim ơi, đừng nghe bim, đang khuya nghe bim. Đừng làm tao sợ nghe bim bim. Bim bim là thánh hù mình luôn á. Không nhận. Chắc là mình ăn cay các bạn ơi. Mời bạn chơi xúc xích nữa nha. Ăn quấn quấn vậy mới đã. Ăn mì vô. Hơi cay thì ở đây mình có chuẩn bị một cái ly với lại bịch sữa không đường các bạn. Mình sẽ bỏ vô. Đây nha, để chữa cháy. Xin mời các bạn miếng sữa mình nha. Mình xin miếng nho của bim bim nha các bạn. Ăn vô bim bim ăn nho. Nho ơi. Mời chị nho nè, nãy dùng gì không biết nữa nè. Tôi cho chị trái nguyên nè. Chị ăn đi, chị ngại ngùng và thẹn thùng các bạn ơi. Đây mình có chuẩn bị xúc xích nè.
Để cho Bim Bim ăn xúc xích cái đã. Này Bim Bim, ăn đi. Đồ mê mê chưa? Nào. Đồ 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 đồ. Nè. Nuốt đi. Ừ. Nè. Đồ. Hãy xin mời chị uống nước lã. Nè Bim Bim, mình uống sữa các bạn. Mì này rất là cay các bạn ơi. Nhưng mà mình sẽ cố gắng. Mình sẽ xịt lên lòng đỏ của trứng. Đủ. Đây nè các bạn ơi. Đây nữa. Mình sẽ xịt cho cái nó chảy ra. Đây. Nhìn mê ly. Đây các bạn ơi, giờ mình sẽ vẽ cái trứng nha. Trứng này là mình chiên không dầu các bạn ơi. Tại vì tối mình ăn dầu mỡ mình sợ bị đau bụng. Đây nè. Đây là cái trứng này nè, xin mời các bạn miếng trứng với mình nha. À, không lấy nát được các bạn ơi, tối quá. À. Quá phê. Mời các bạn nha. Mì Tam Giang này nó không có gì ngoài cay, nhưng mà cái vị của nó rất là đậm đà, vừa mặn và nó vừa ngọt. Đặc biệt cái vị béo của phô mai, tại vì đây là mì Tam Giang phô mai các bạn, thơm thơm mùi rong biển nữa. Nó kết hợp với trứng với lại xúc xích nó rất là tuyệt vời. Mình ăn cay dở lắm các bạn ơi. Vậy Bim, mày làm gì vậy? Ê, bữa tối mày đừng làm tao sợ chứ Bim. Đừng như vậy chứ. Chị Bim, đừng mà. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bim, tỉnh. Thôi, để giải tỏa cái không khí thì giờ mình sang cái nho. Ăn cho tỉnh. Ăn cho tỉnh. Nam mô A Di Đà Phật để cho con quay hết cái clip này. Nam mô. Nam mô. Nam mô. Nam mô A Di Đà Phật. Bình tĩnh. Thì á, có rất là nhiều bạn thắc mắc gì tại vì sao á, giờ mình tạm ngưng ăn chút xíu nha bạn. Tại vì mình vừa ăn mà vừa nói chuyện các bạn thì mình thấy hơi là sự mất lịch sự một xíu. Thì thật ra những cái clip mà các bạn xem mình á, các bạn nào mà có xem kỹ hết clip á, thì đôi khi mình có những cái chia sẻ mà mình có đi học và mình về mình làm clip trong cái khoảng thời gian mà một ngày mà mình đi học á các bạn. Ví dụ buổi sáng mình đi học và buổi chiều mình được nghỉ á, thì mình sẽ chạy về nhà. Từ ở trường mình học về nhà các bạn là hơn 1 tiếng lận mình đi, tại vì mình qua phà nữa các bạn, rất là mất thời gian luôn. Hơi cay. Mình học thì học ở trên thành phố Vĩnh Long nha các bạn. Thì các bạn nào yêu quý mình đã theo dõi mình từ hồi lúc mình đi học tới bây giờ thì các bạn cũng đã biết mình học trường nào rồi. Thì mình học cuối tuần thì mình về nhà một lần. Có tuần á thì ví dụ mình học buổi sáng, buổi chiều mình không có học thì mình về nhà mình làm clip để mình để dành đó các bạn. Ví dụ mà mình nghỉ được 2 ngày cuối tuần á thì mình tranh thủ cái thời gian đó mình quay thật là nhiều clip mà mình để dành trong cái lúc mà mình đi học á, thì mình sẽ chỉnh và đăng video từ từ cho các bạn xem. Ngày trước á, lúc mà mình còn ở nhà á, thì một ngày mình chỉ quay một cái video thôi. Nhưng mà từ khi mà mình đi học ở xa đó các bạn, mình khó khăn hơn rất là nhiều. Tại vì mình không có thời gian. Một tuần mình về có 2 ngày à. Cho nên là mình tăng cái lịch quay lên. Về 2 ngày là có khi mình quay tới 6 cái clip lận các bạn ơi. Các bạn hãy tính đi. Một tuần thì có 7 ngày. Thì mình quay làm sao để cho 2 ngày đó mình quay làm sao để cho có thể đăng hết nguyên một tuần. Tại vì mình biết là các bạn rất là yêu quý mình và Bim Bim, kể cả Mau Mau nữa. Cho nên là những ngày về mặc dù cái thời gian ngắn ngủi ở nhà, nhưng mình vẫn cố gắng để có thể quay những clip và đăng đều đặn nguyên một tuần cho các bạn có clip các bạn xem để giải trí. Dù là những cái clip quay dồn như vậy á, mình rất là cực và rất là mệt luôn các bạn ơi. Tại vì thường thường mình quay một clip vậy đó các bạn, mất khoảng một ngày. Hồi lúc mà mình còn ở nhà
có khi là mất một ngày và nửa ngày. Còn bây giờ á, thời gian nó rất là hạn chế cho nên á, mình quay clip không được dài, cũng như là video không có đầu tư kiểu như là thử thách 24 giờ mà các bạn đã đặt ra cho mình rất là nhiều, nhưng mà hiện tại mình không thể thực hiện được, cũng như là những cái thử thách sinh tồn đó các bạn. Tại vì á, những clip đó mình cần rất là nhiều thời gian. Ví dụ mình sẽ bỏ ra một ngày để mình có thể quay clip cho các bạn xem và chỉnh, nó rất là mất thời gian. Cho nên á, mình về 2 ngày á, mình phải cố gắng quay làm sao để đủ một tuần đăng cho các bạn xem. Cho nên là mình chỉ có thể làm những cái clip ẩm thật ngắn gọn nhất có thể để cho các bạn xem thôi. Mặc dù mình biết là nó sẽ không có hay và chất lượng nhưng những cái thử thách mà các bạn đặt ra cho mình, nhưng mà mình rất mong các bạn sẽ hiểu cho mình nha. Còn cái việc mình còn đi học hay không thì các bạn cũng đã biết rồi á, thì mình hiện tại mình vẫn còn đang đi học ở trường đại học, hiện tại mình đang học ngành du lịch luôn các bạn ơi, của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. Các bạn nào đã học chung với mình cũng như là các anh chị á, học chung và cũng có xem kênh mình á, cũng đã biết mình. Nó những lúc nào mà rảnh rỗi á, về á, mặc dù là thời gian rất là ngắn cho nên mình vẫn cố gắng quay được clip nào thì để dành clip đó thôi à. Lúc mình rảnh là mình tranh thủ, mỗi lần mà về nhà đó các bạn, mình không có được nghỉ ngơi. Thường thường á, hồi trước đi học về nhà thứ bảy chủ nhật á, mình hay được nghỉ. Nhưng mà từ hồi đi học xa nhà cho đến bây giờ mình mỗi lần về nhà các bạn, cuối tuần là những ngày mà mình rất là cực luôn để có thể quay clip cho các bạn xem. Mình đi học á các bạn, buổi sáng thì mình đi học và chiều về gần tối á, thì mình sẽ chỉnh video và đăng lên cho các bạn xem. Ngày nào mà được rảnh á, buổi chiều không có học, có thời gian dư nhiều á, thì mình sẽ về quê các bạn. Mỗi lần về quê chạy từ trên đó về, tan học ra là 11:40 rồi, chạy về đây là tới tận 1 giờ chiều luôn các bạn. Rồi mình quay xong rồi mình phải tranh thủ chạy lên lại để mình kịp đi học vào sáng ngày mai nữa. Tại vì lên buổi sáng á, ví dụ đi học buổi sáng sớm chạy lên nó mất thời gian lắm các bạn ơi. Với lại ở dưới quê nữa, nó không được tiện đường cho lắm. Nên xin mời các bạn miếng mì nha. Thì đó là cũng những cái câu hỏi thắc mắc của các bạn trong suốt thời gian qua mà các bạn đã hỏi và thắc mắc mình. Có nhiều bạn thì tưởng mình nói là mình đi học, nhưng mà thật sự ra mình không có đi học. Mình biết là các bạn chỉ xem sơ qua clip mình thôi. Những bạn nào mà đã có xem clip mình từ đầu đến cuối á, thì các bạn sẽ hiểu, tại vì trong đó mình cũng đã có chia sẻ với các bạn rất là nhiều lần rồi. Thì sáng nay mình cũng muốn tâm sự lại cho các bạn rõ hơn thôi. Đây xin mời các bạn miếng mì nữa nha. Đây xin mời bạn nha. Nó cao quá bạn ơi. Để hồi nó nguội luôn hết ngon rồi. Bớt ngon rồi. Giờ này nóng quá mà. Nóng đực quá. Bim bim ngủ quá bim. Bim bim nó buồn luôn các bạn ơi. Tự nhiên cãi xong bây giờ mình ăn không nổi nữa các bạn. Thôi đi ngủ thôi đêm ha. Thôi đêm ha. Ngủ không? Nói thiệt ra chứ bạn, chứ giờ này tối quá. Mình hơi sợ. Thôi mình chắc mình sẽ ẩm bim bim đi vô ngủ nữa các bạn. Đi thôi bim bim thúi ha. Đi ha. Hai chị em mình chạy bim bim ơi. Đi nè bim ơi. Đi 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 đi. Đi xuống. Dạ. Ngủ đi bim bim. Ngủ đi nha bim bim. Tôi sẽ lấy đồ tao đậy lại cho nè. Đó. Đấy. Đó, tôi sẽ đậy lại. Đó. Ấm áp chưa bim bim? Ấm áp chưa? Đó, ok nha bim bim. Ngủ đi nha bim bim. Tạm biệt cô gái. Tạm biệt, bye bye bim bim thôi.